Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho em một cái bài số 6 rồi đúng không nào? Hiệu điện thế dùng để đo các dụng cụ điện. Được chưa nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài 27. Đáng lẽ cái bài này thầy sẽ không quay này, tại vì bài này là bài thực hành, chúng ta làm trực tiếp ở trên trường nên là chúng ta sẽ nắm được và thực hiện cái mẫu báo cáo trực tiếp ở trên trường trên cái sơ đồ cũng như là cái mạch điện mà giáo viên của chúng ta đưa ra, cũng như các cái vôn cước em bê kế mà giáo viên chúng ta đưa ra. Nhưng mà ở đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em để cho các em biết cách làm theo nào, để lên trên trường chúng ta không phải là bỡ ngỡ khi chúng ta học và nó dễ nắm bài hơn ha. Chúng ta đi sang phần 1 là phần chuẩn bị các em. Thì phần chuẩn bị này thì giáo viên sẽ chuẩn bị cho các em, có được chưa nào? Nhiệm vụ của em là sẽ chép cái mẫu báo cáo phía sau đằng sau bài này này vào trong giấy để chúng ta hoàn thành rồi chúng ta nộp lại cho giáo viên của chúng ta, được chưa nào? Thì phần chuẩn bị này chúng ta tự đọc các em nhé. Chúng ta đi sang phần 2 là cái nội dung thực hành các em. Chúng ta có cái nội dung thực hành các em. Một là mắt nối tiếp hai bóng đen, quan sát hình 27.1A và B để nhận biết hai bóng đen được mắt nối tiếp. Đây các em, mắt ở vị trí như này gọi là mắt nối tiếp này các em, thấy chưa nào? Đèn 1 ở đây và đèn 2 ở đây. Ok, ở đây người ta hỏi các em câu C1 này. Đây, lấy giấy cho em xem nhé. Hãy cho biết trong mạch này em bê kế và công tắc được mắc như thế nào với các bộ phận khác. Như vậy em bê kế là ở đây các em. Các em thấy nào? Đây là em bê kế này, như chữ A này. Ở đây là nguồn điện, là pin này. Cái này là công tắc này các em. Như vậy thì ở đây các em thấy là ở trong trường hợp này thì em bê kế và công tắc, em bê kế đây, công tắc đây. Ở trong mạch này ở hình A. Ta xem ở hình B thôi nha. Đây các em. Thấy chưa nào? Em bê kế này, đây là pin này. Thấy chưa? Đó. Ok, như vậy thì nó sẽ mắc như nào? Mắc nối tiếp với các cái bộ phận khác, được chưa nào? Như vậy thì ở đây các em sẽ ghi giùm thầy là ở câu C1 này. Như vậy thì ở đây chúng ta có em bê kế này. Phải công tắc. Trong cái mạch điện này. Như nào các em? Ở cụ thể là ở đây là cái hình 27.1A với lại B thì là được mắc gì? Được mắc nối tiếp. Với các cái bộ phận khác. Mắc nối tiếp nha các em nha. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo nha. Rồi, chúng ta đi sang phần 3, đó chính là đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp các em. A là mắc vôn kế vào hai điểm 1 và 2 như sơ đồ hình 27.2. Đây các em. Thấy cái vôn kế mà. Đây là AMB kế này, đây là vôn kế này, đây là nguồn điện này, đây là đèn 1, đây đèn 2, đây chính là kho ca này. Thấy chưa nào? Đọc và ghi giá trị U12 của hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1 vào bảng 2 và của cái bảng báo cáo ở đằng sau hơn à. Thì cái phần này giáo viên sẽ hướng dẫn cho chúng ta đo và ghi vào bảng báo cáo nha. Lần lượt làm như trên, khi mắc vôn kế vào hai điểm 2 và 3 vào hai điểm 1 3, ghi các cái giá trị U23 và U13 của các hiệu điện thế vào bảng 2 của bảng báo cáo, được chưa nào? Thì cái phần này giáo viên sẽ hướng dẫn. Bây giờ thầy sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành cái nhận xét và cái bảng báo cáo các em nhé. Ok. Đây các em. Như vậy đây chính là cái mẫu báo cáo. Cái mẫu này chúng ta làm ra ngoài giấy để làm gì? Để chúng ta nộp lại cho giáo viên của chúng ta chấm các em nhé. Họ và tên Nguyễn Văn A gì đấy, lớp 7 mấy đấy, 7A mấy, B mấy đấy. Thôi nào. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Đo cường độ dòng điện bằng gì đây các em? Ở đây chúng ta điền giùm thầy là gì? Đó chính là ampere kế, được chưa nào? Đơn vị của cường độ dòng điện là gì các em? Đơn vị của cường độ dòng điện là gì? Đó chính là ampere.
và ký hiệu là chữ gì các em? Là chữ A, được chưa nào? Mắt gì đấy? À, mắt nối tiếp nha, mắt nối tiếp. Em bị kế vào đoạn mạch sao cho chốt dương của em bị kế được mắc về phía cực, cực gì đây các em? À, cực dương của nguồn nguồn điện, được chưa? Đó, thầy làm như này các em có thấy rõ không nè? Rất rõ và rất ok đúng không nè? Ít nhất cũng phải có cái gì đó để chúng ta làm, để chúng ta nộp, chứ không là chúng ta lại được điểm kém là tiêu không nè. Đo hiệu điện thế bằng gì các em? Bằng vôn kế không nè, bằng vôn kế. Đơn vị của hiệu điện thế là gì đây các em? Là vôn, và ký bằng chữ chữ V, được chưa nào? Mắc hai chốt của vôn kế là gì? Trực tiếp vào hai điểm của mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó sao cho chốt dương của nó được nối về phía cực gì các em? Về phía cực cực dương của nguồn điện, được chưa? Ta nhìn giùm thầy ở cái phần điện từ trước, ok. Còn cái phần này đa số chúng ta tự làm này, được chưa nào? Rồi chúng ta đi sang ở cái phần 2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp. A, vì sơ đồ mạch điện ở hình 27.1A vào khung dưới đây, thế nào? Sơ đồ mạch điện ở đây các em. Câu B là kết quả đo ở bảng 1. Như vậy thì cái kết quả đo thì chúng ta sẽ tự đo ở đây I1, I2, I3 ở đây. Chúng ta ghi vào ở đây, cụ thể và giáo viên sẽ hướng dẫn cho các em. Có được chưa nào? Ok. Bây giờ thầy sẽ viết sơ đồ mạch điện cũng như là phần nhận xét này, thầy sẽ làm cho các em nhé. Ok. Rồi bây giờ thầy sẽ viết cái sơ đồ mạch điện ở cái phần thứ nhất ở đây cho các em xem nha. Đáng vị thầy sẽ viết nhanh, nhưng mà ở đây các em thấy ở đây là cái em bị kế này. Thì thế nào? Ở đây là hai cái đèn, đèn 1 và cái đèn 2 ở đây. Đó là cái khóa K là ở trên đây đúng chưa? Cái nguồn điện là ở trên. Mắc nối tiếp nha. Nguồn điện nha. Cái khóa K ở đây. Được chưa nào? Rồi, ok. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm ở cái phần nhận xét, được chưa nào? Ta nhận xét ở đây, ở chỗ này này. Như vậy thì trong ở đoạn mạch nối tiếp dòng điện có cường độ, như vậy thì ở đây cường độ như nào các em? Bằng nhau, bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch. Như vậy thì khi đó I1 này sẽ bằng với I2 và bằng với I3, được chưa? Chúng ta sẽ đi sang phần 3 các em nhé. Phần 3 các em, đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp. Câu A là vẽ cái sơ đồ mạch điện tương tự ở hình 27.2 và khung dưới đây. Trong đó vôn kế được mắc để đo hiệu điện thế giữa hai đầu của cái đèn 2. Như vậy thì ở đây cái sơ đồ thì rất là dễ không các em ha. Như vậy thì cái phần sơ đồ này thầy giao cho các em tự làm được không nào? Tự em làm thử một lần, thử không có thầy thì chúng ta thử tự làm được không? Được không nào? Cái bảng 2 này thì chúng ta sau khi mắc rồi, chúng ta sẽ đo cái hiệu điện thế của U1, 2, 2, 3, các vị trí em, 1, 3, ghi số liệu ở đây. Chúng ta có phần nhận xét em, có phần nhận xét. Đối với cái đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch thì bằng như nào? Nó lại bằng tổng em nhé, bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn. Như vậy thì U13 này sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng U12 cộng cho U23, nó bằng tổng.
chứ không phải là bằng nhau giống như ở cái phần 2 đo cường độ dòng điện đối với hai động mạch nối tiếp, được chưa nào? Đó, như vậy thì cái bảng này thầy đã hoàn thành xong cho các em. Đó, một báo cáo đây, đây nhìn lại một lần nữa nào. Được chưa nào? Ok. Thấy chưa? Rất rõ, cái chữ này là bằng nhau em nhé. Rồi, thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em cái bài thực hành tiếp ở cái bài 28 em nhé. Ok, bye bye các em nhé.